hướng dẫn tinh yếu về thiền tôn sư Gachen rinpoche đời thứ tám conchot Gyatsen dịch tạng anh ina tilly walmo hiểu đính anh ngữ kay keller dịch anh việt tiểu nhỏ hiểu đính việt ngữ kay chan chup ronma ghi chép từ audio Nikon Bui, Kevin Bui, Tiffany Bui, Russell Dim. Rikung Dhamma Seya Center Lời mở đầu và tri ân Tập sách này cho chúng ta một cơ hội hiếm hoi để chúng ta có thể nhìn ra và tiếp cận được với các giáo lý tâm truyền tâm của Tôn sư Gachen Rinpoche về thiền là những giáo lý mà Ngài đã ban truyền tại trung tâm Rikung Dhammasaya vào tháng 8 năm 2015 Tôn sư Gajen Rinpoche hiện đời, đời thứ 8 Là một vị đạo sư Tây Tạng, một vị du giả dạ sư chứng ngộ, một vị thầy thiện xảo Và cũng là một vị ân sư yêu quý của rất nhiều người trong chúng tôi Ngài là hóa thân của một vị du giả dạ sư thành tựu có tên gọi Ga Shodinba vào thế kỷ thứ 12 là một trong các tâm tử của Đức Kiyopa Rinpoche Sumgon, là vị sơ tổ khai sáng dòng truyền thừa Rikunkadu một dòng truyền thừa đã khởi nguồn từ đại dịch giả Mapa Losawa và đại du già sư danh tiếng nhất Tây Tạng là Đức Milarepa tập sách này bao gồm các lý giải liên quan đến công phu thực hành samatha thiền chỉ hay thiền an định và các giai đoạn thiền tập sinh khởi vốn có thực tánh là bộ đề tâm tương đối cùng với các thực hành vipassana thiền minh sát và các giai đoạn thiền tập viên mãn vốn có thực tánh là bồ đề tâm viên mãn tức là tự tâm bản nhiên tối hậu các công phu thực hành Samatha và Vipassana chính là nền tảng cho thiền Đại Thủ Ấn, Mahamudra, Đại Viên mãn Sochen và Trung Quán Madhyamaka. Cho dù tập sách này tập trung nhiều hơn về các phương pháp thiền và thực hành từ góc độ của các kinh nghiệm thiền định, nhưng tập hợp các bài viết trong đây cũng rút tỉa ra phần tâm yếu của các giáo lý của Phật Đà cùng với các hướng dẫn của Gachen Rinpoche về toàn bộ con đường Phật Đạo, về định luật không thể sai chệch của nhân quả, tánh không và bồ đề tâm như là cơ bản của tất cả công phu hành trì giáo Pháp. Tôn sư Gachen Rinpoche thường nói rằng, tình yêu là nhân duy nhất của hạnh phúc, tình yêu là ánh dương của tâm, Phật không ở đâu khác ngoài tâm ta, bất kỳ khi nào con thiền thì tâm chúng ta sẽ đồng nhau khi con có tình yêu vô bờ bến cho tất cả chúng hữu tình con sẽ thể chứng được bản tâm một cách tự nhiên như nhiên tập sách này chẳng thể nào có thể được hình thành nếu không có sự hỗ trợ vô điều kiện và phần dịch nói từ ina trinley wanmore từ các con của chúng tôi đã giúp ghi chép lại từ băng thâu âm và các con đã phát tâm làm việc hết sức cẩn trọng để có được một bản văn dành cho mọi người. Ghi lại những ngôn âm của Gajen Rinpoche một cách chuẩn xác và từ khi Kenler đã cần mẫn hiểu đính và hoàn thiện thành một tập sách. Chúng tôi cũng muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy Kenbo Samdup đã chia sẻ các giáo lý trong sách các giai đoạn thiền định mà thầy đã từ bỏ bao công khó để biên soạn. Và đặc biệt hơn cả là xin vô cùng tri ân Gachin Rinpoche đã ban cho các giáo lý trân quý, các kinh nghiệm cá nhân, cùng các giáo huấn và các lời khuyên thâm sâu mà Ngài đã tự bi ban cho tất cả chúng ta. Đối trước chư đạo sư gốc và chư đạo sư dòng truyền thừa, chư vị quan vinh, thiên liêng, tôn quý, từ hòa, chư thánh chúng bổn tôn, đồng với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Du già dạ sư, chư nữ Du già dạ sư và chư thánh nữ ở khắp mười phương. Xin hãy lắng nghe lời khấn nguyện của chúng con. Nguyện xin cho kho báu của giáo pháp thiêng liêng này sẽ lan xa tỏa rộng, với mong nguyện duy nhất là để làm lợi lạc tất cả chúng sinh, không sót một ai và đem lại an bình và hạnh phúc cho toàn thế giới. Quang Rikung Dharma Center Fairfax, Virginia, USA Tháng 7 năm 2018 Thiền An Định Thiền Chỉ Ngày hôm nay, Thầy sẽ giới thiệu cho các đạo hữu Pháp Thiền Samatha hay còn gọi là thiện an định, thiền chỉ. Trong các dòng truyền thừa khác nhau, có nhiều cuốn sách viết về pháp thiền này. Nhiều người đã thọ nhận nhiều loại giáo huấn về pháp thiện Samantha, nhưng tất cả các dòng truyền thừa khác nhau đều giảng giải giống nhau về pháp thiền Samantha, cũng như pháp thiện Vipassana hay thiện minh sát, thiện tuệ quán, Samantha và Vipassana là tên gọi được dùng trong truyền thống kinh thừa. Thiền Samantha hay thiền chỉ là tâm an trú trong sự an tĩnh, phắng bật, không còn một niệm tưởng nào cả, là tâm hoàn toàn thuần tịnh, vô niệm. Thiền Vipassana hay thiền minh sát, tuệ quán là nhìn vào bản tánh mà trước đây ta chưa từng thấy thì đây còn được gọi là tuệ tâm. Trong truyền thống ca diều, tâm này được gọi là tri kiến đại thủ ấn, Mahamudra, hay còn được gọi là đại phiên mãn, Sochen, trong truyền thống Niên Ma, Theo kinh văn và luận lý, tâm này được gọi là trí nhận biết pháp tánh như thật. Về cơ bản, đây chính là xác lập vô ngã, và đó cũng là tri kiến của Trung Quán. Madhyamaka Tri kiến tối hậu này được gọi dưới các tên khác nhau như Đại Thủ Ấn, Đại Viên mãn và Trung Quán. Nhưng điều quan trọng cần phải hiểu ở đây là cả ba đều thực sự đề cập đến cái thấy tối hậu của thiền Vipassana hay thiền minh sát. Vậy, lợi ích của việc thực hành Samantha hay thiền chỉ là gì đó là vì không ai trong chúng ta không gánh chịu cảnh khổ mọi người đều phải chịu khổ đau mọi người đều có những nỗi khổ nào đó tuy nhiên qua việc hành thiền thì trước tiên các nỗi khổ sẽ tạm thời lắng dịu và rồi sẽ biến mất do đó đầu tiên là sẽ có được lợi ích tạm thời rồi bước tiếp theo sẽ là sự giải thoát vĩnh viễn khỏi khổ đau cuối cùng chúng ta sẽ đạt đến trạng thái đại hỷ lạc, vượt thoát mọi khổ đau. Nếu chúng ta không hiểu biết, không biết cách hành thiện, thì chúng ta sẽ gặp vấn đề gì? Đó là đau khổ sẽ luôn luôn có mặt. Mọi ô nhiễm đều bắt nguồn từ đau khổ. Trong sinh tử luân hồi của người và chư thiên, chúng ta cũng có được một chút ít hạnh phúc. Nhưng rồi cuối cùng, hạnh phúc cũng biến thành khổ đau. Chư thiên và loài người đều phải chịu hoại khổ. Trong các cõi thấp, chúng sinh đều chịu khổ khổ. Tất cả chúng sinh đều phải chịu hành khổ, là khổ đau trùm khắp. Mọi loài đều phải gánh ba loại khổ. Còn nếu chúng ta không thấu tri kiến và các cách thực hành, tri kiến của thiền Samantha và thiền vipassana. Và theo đó mà thực hành, chúng ta sẽ vượt thoát khỏi các khổ đau như thế. Mục đích. Mục đích ý nghĩa của việc thực hành thiền samatha là gì? Đức Phật đã dạy, hãy hoàn toàn điều phục tâm của con. Đây thực sự là giáo huấn tối hậu của Phật giáo. Đây thực sự là tinh túy của tất cả các giai đoạn khác nhau của đường tu biệt giải thoát, đại thừa và kim cang thừa. Tinh túy của các phương pháp thực hành khác nhau này là con phải tịnh hóa chính tâm thức của mình. Một khi tâm thức được tịnh hóa, con sẽ thấy ra là chẳng tìm thấy Phật hay tìm thấy giác ngộ ở đâu khác ngoài ngay trong tâm mình. Đạt giác ngộ có nghĩa là xua tan mọi khổ đau và sau khi đã xua tan mọi khổ đau tâm sẽ đạt được trạng thái đại lạc bất biến thầy chỉ giải thích điều này theo ngôn từ thông thường vì như vậy thì sẽ dễ hiểu hơn cho những người không được học trọng giống như thầy đối với những người này giải thích một cách rất đơn giản cho họ sẽ là một điều tốt dĩ nhiên là các vị tiến sĩ phật học các vị học giả cũng có thể giải thích điều này theo ngôn ngữ phật pháp lưu loát hùng hồn hơn nhưng đối với thầy ngay cả cách giải thích đó cũng thường khó cho thầy lĩnh hội cho nên thầy đang giải thích bằng những từ ngữ rất đơn giản và dễ hiểu về chữ giác ngộ ý nghĩa đích thực của giác ngộ là gì và làm thế nào để chúng ta đạt được giác ngộ trước hết trong giai đoạn đầu tiên Chúng ta cần trưởng dưỡng tâm giác ngộ Hay còn gọi là bồ đề tâm Đó là âm tiết thứ nhất Giàn Trong chữ Giàn chấp Trong tiếng Tạng Giàn có nghĩa là tịnh hóa Vậy chúng ta cần tịnh hóa cái gì? Cái ngã là cái tạo ra toàn bộ luân hồi Và do đó Chính cái ngã phải được tịnh hóa Cái ngã chỉ thuần là một ý niệm thôi Bởi vì trên thực tế chẳng có cái ngã nào như vậy nơi bản tâm chỉ là chúng ta không biết về điều này là như vậy để tịnh hóa bản ngã chúng ta phải trưởng dưỡng tâm vị tha rất mạnh mẽ biết quan tâm đến người khác và hoàn toàn không bận tâm gì đến bản thân khi con trưởng dưỡng được tâm vị tha và khi tâm này luôn hiện diện ở đó tâm ấy sẽ tiêu trừ tâm chấp ngã một cách tự nhiên mọi sự ích kỷ, mọi ý nghĩ về một cái tôi sẽ bị xóa sạch. Đó là âm tiết thứ hai trong từ sàn chấp. Chỉ chấp có nghĩa là hoàn toàn kiểm soát hay thành tựu tâm vị tha này. Trước khi chúng ta thực hành thiền chỉ, cần trưởng dưỡng tâm bồ đề vị tha, tâm đại bi như vậy. Pháp tu thiền chỉ cũng hiện hữu trong các dòng phái thiền khác nhưng các dòng phái vừa nói không có được pháp tu san chấp này và khi chúng ta thực hành thiền chỉ chúng ta phải thực hành trên nền tảng tâm vị tha đức phật đã dạy về nhị đế trước nhất ở mặt tục đế bộ đề tâm tương đối là tâm đại vị tha đang phát khởi khi tâm này đã phát khởi con đã trưởng dưỡng được bộ đề tâm tương đối thì rồi trên nền tảng đó còn sẽ thành tựu bồ đề tâm tối thượng. Pháp thiền chỉ trên thực tế mang bản chất của bồ đề tâm tương đối và thiền vipassana mang bản chất của bồ đề tâm tối thượng. Vậy thì bồ đề tâm tương đối là gì? Đó là khi con nhận ra được không có sự đối đãi sai biệt giữa mình và người khác, giữa ngã và Pháp, bởi vì ngay trong bản tâm thì không hề có sai khác nhị nguyên không hề có sự cách biệt khi con nhận ra được điều đó con sẽ thấy rằng tất cả các chúng sanh trong luân hồi lại vẫn chưa nhận ra được điều này và do vẫn chưa nhận ra được điều này nên mọi thứ đều hiển lộ theo cách thức đối đãi nhị nguyên đối với họ họ nhận thức rằng mình và người ngã và pháp là khác biệt vì thế họ có nhiều tư tưởng bám luyến và đố kỵ và với những ý nghĩ này họ gây ra nhiều khổ đau họ bị mê lầm bởi nhận thức nhị nguyên mà không hiểu rằng không hề có cái gọi là khác biệt hay đối đãi nhị nguyên bởi bị mê lầm họ phát khởi nhiều tư tưởng bám luyến hoặc đố kỵ và gây khổ cho chính mình nhưng do vì con thối suốt được sự bất nhị, con sẽ thấy được luân hồi dù có bao la như thế nào. Chúng sinh có đông đảo ra sao đi chăng nữa thì tâm của họ hoàn toàn đồng như nhau. Nên tảng tâm chúng ta lại giống nhau. Tâm của tất cả chúng sinh trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, có vô lượng chúng sinh như chúng ta đã được học trong bốn niệm chuyển tâm nhưng cho dù chúng sinh có đông đảo như thế nào đi chăng nữa thì tâm của họ và tâm của chính mình hoàn toàn đồng như nhau không có nhị nguyên chỉ có một nền tảng tâm duy nhất động cơ và nền tảng khi con trực nhận được sự bất nhị không còn mảy may khác biệt nào giữa ta và người ngã và pháp thì con chứng ngộ bồ đề tâm tối thượng khi một người đã chứng ngộ được bộ đề tâm tối thượng thì bất kỳ ai tiếp cận với thân khẩu ý của người đã chứng ngộ này thì người được tiếp cận cũng có thể chứng được sự bất nhị bất kỳ ai thể chứng được sự bất nhị thì đều sẽ đạt giác ngộ cũng giống như có một khối băng đang tan chảy trên đại dương ví như có nhiều khối băng đang trôi nổi trên đại dương khi chúng tiếp xúc với nước biển y như như một người tiếp cận với một bậc đã chứng được bất nhị thì tất cả các khối băng này sẽ dần dần tan chảy để hòa vào làm một với đại dương khi con nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều có bản tâm giống nhau điều đó sẽ tự nhiên xua tan mọi loại tri kiến thiên lệch cũng như mọi sự khác biệt giữa các dòng phái hoặc các tôn giáo khác nhau trên thế giới sẽ không có khái niệm về ta và người, không có tham ái và đố kỵ. Điều đó sẽ giúp trưởng dưỡng công phu thiền chỉ hay samatha một cách to lớn. Do đó khởi đầu ở mức độ cơ bản, thiền samatha phải được thực hành dựa vào sự thấu hiểu về bản tâm duy nhất này, rằng tất cả chúng ta đồng là một trong trạng thái tự nhiên của tâm. Nhờ thấu hiểu được điều đó, chúng ta sẽ mang lại lợi lạc cho chúng sinh một cách tự nhiên qua công phu thực hành thiền samantha khi con thực hành thiền tĩnh lặng samantha để chứng ngộ bản tâm con sẽ thực hành dựa trên nền tảng phát nguyện đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sinh tất cả chúng sinh rốt ráo cũng chỉ đồng làm một do đó ngay từ lúc khởi đầu điều cần thiết là phải hiểu được nền tảng duy nhất này. Khi cảm thấy chúng sinh sẽ được lợi lạc, chúng ta sẽ cảm thấy hứng khởi để thực sự tu tập nhằm thực sự chứng ngộ bản tâm. Đây là cách mà các vị đạo sư của Thầy giảng dạy về công phu thiền cho Thầy, và điều này đã mang lại lợi lạc cho Thầy nhiều nhất. Chúng ta không thể thực sự thể chứng sâu sắc nếu chỉ thuần túy đọc kinh sách nhưng khi được vị đạo sư gốc chỉ ra điều cốt tủy ấy, chúng ta sẽ thấu biết được rằng, Ồ, thì ra là vậy. Do đó sẽ thật là điều vô cùng ý nghĩa nếu con thực sự thấu biết về tinh túy theo cách này. Một khi thông hiểu điều này, chúng ta sẽ thực sự cảm thấy hứng khởi và thấy việc trưởng dưỡng bộ đề tâm là vô cùng cần thiết. Nếu không, chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta thực hành thiện an định chỉ để làm tâm mình an tĩnh, cũng như thái độ của một hành giả theo truyền thống nguyên thủy. Tương tự một đấng chiến thắng trong hàng thanh văn, nghĩa là chỉ tu tập tánh không. Có đủ loại phần thưởng cho mình để thực hành thiện an định. Nhưng để thực sự có hướng khởi và lợi lạc, chúng ta phải thực hành thiện an định dựa trên nền tảng tâm vị tha. Đó thực sự là phẩm chất đặc biệt của giáo huấn của Đức Phật. Đó chính là hai phần của Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tương đối và Bồ Đề Tâm phiên mãn. Trong giai đoạn đầu tiên, chúng ta phải trưởng dưỡng thiền Samatha trên cơ sở Bồ Đề Tâm tương đối với nhận thức rằng mọi chúng sinh chỉ có một bản tâm duy nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn bắt đầu thời công phu bằng cách tụng những lời khai nguyện về quy y và phát bộ đề tâm bởi vì quy y và phát bộ đề tâm là hai điều rất trân quý do đó đây là cách chúng ta bắt đầu thời công phu hôm nay với ước nguyện mang lại lợi lạc cho chúng sinh ước nguyện đó khởi lên và truyền cảm hứng cho chúng ta vì chúng ta hiểu rằng chỉ có một bản tâm duy nhất đây là một điểm rất quan trọng để lĩnh hội trước tiên chúng ta cần xác quyết rằng các hiện tướng chính là tâm rằng cách các pháp hóa hiện là do chính tâm của chúng ta điều này có nghĩa là mọi thứ trong luân hồi và niết bàn đều do chính tâm chúng ta tạo ra thông thường chúng ta nghĩ rằng các nhận thức vào ban ngày của mình là hiện thực tuy nhiên khi chúng ta quan sát chúng những trải nghiệm và cảm xúc vào ban ngày đó và những trải nghiệm và cảm xúc trong đêm khi chúng ta nằm mơ thật ra lại hoàn toàn giống nhau bởi vì chúng cũng là do tâm tạo chỉ khác là khi chúng ta nằm mơ chúng ta không có thân vật lý sau này khi chúng ta lìa đời trải nghiệm cũng giống như vậy vì phản pháp đều do tâm tạo mọi trải nghiệm đều do tâm tạo ra để có thể chứng ngộ bộ đề tâm tối thượng tức là thể chứng được bản tánh bất nhị của tâm thì trước tiên chúng ta phải phát triển bộ đề tâm tương đối hay bộ đề tâm quy ước tâm có thể tạo ra vạn pháp nếu chúng ta quan sát từ khía cạnh tương đối chúng ta sẽ thấy trước hết có sự chấp ngã sự chấp ngã tạo ra các cảm xúc và tư tưởng tiêu cực và rồi các hành động của chúng ta xuất phát từ các cảm xúc đó đó là cách chúng ta tạo nghiệp và làm như vậy chúng ta cũng tạo các tập khí trong tâm vốn sẽ dẫn đến tái sinh trong sáu nẻo luân hồi chính tâm của chúng ta tạo ra tất cả và do đó nếu cứ nhìn thẳng vào tâm chúng ta sẽ thấy các trải nghiệm này thực sự xuất phát từ chính tâm của mình như thế nào tâm tạo ra tất cả những thứ đó ra sao trước tiên tâm lầm tưởng ra một cái ngã sau đó tâm lầm là có những người khác và rồi do sự phân biệt này do nhận thức nhị nguyên về ta và người tâm bị ô nhiễm và tạo nghiệp việc tái sinh trong sáu nẻo luân hồi phụ thuộc vào sáu cảm xúc tiêu cực khi con theo dõi quán sát về điều này con sẽ nhận ra được phản pháp đều do chính tâm của mình tạo phải do bởi phản pháp thuần túy là do tâm của chính mình tạo nên con có thể chủ động kiểm soát được phần nào bởi vì phản pháp cũng đâu là gì khác ngoài tâm con và bởi vì phản pháp thuần túy do tâm mình tạo nên con có thể ngừng lo lắng về chuyện này đi thực ra đây là một lựa chọn của con rồi thì chúng ta hãy nhìn vào tâm này cái tâm tạo tác tất cả các pháp đó chúng ta sẽ thấy nhiều niệm tưởng trong tâm chính những niệm tưởng này đang tạo ra các hình tướng kia các niệm khởi lên rồi chúng ta bám chấp vào các niệm đó trước tiên có một niệm tưởng và chúng ta cứ theo đuổi các ý nghĩ trong tâm và căn cứ vào đó mà hành động chúng ta theo đuổi niệm tưởng hành động theo niệm tưởng và đây là cách mà tâm tạo ra đau khổ cho mình. Rồi hãy nhìn vào tâm và nhìn kỹ xem là khi không có bất kỳ niệm tưởng, không có bất kỳ suy nghĩ nào, thì tâm lúc đó sẽ như thế nào? Thiền Samantha với đối tượng hỗ trợ Trưởng dưỡng tâm vô niệm là Pháp tu Samatha hay Thiền An Định. Trước hết, có một phương pháp hành thiền samatha dựa vào một đối tượng hỗ trợ. Đầu tiên chúng ta phải phân biệt và nhận biết được sự khác biệt giữa sự thực tánh của tâm với các niệm tưởng. Kế tiếp, hãy quan sát tâm. Tâm như thế nào khi có nhiều niệm tưởng và tâm như thế nào khi không có niệm tưởng? Sự khác nhau ra sao? khi chúng ta có thể trưởng dưỡng được một tâm vắng lặng không có niệm tưởng hay tâm vô niệm, thì chúng ta đang an trú trong thiền Samatha. Trong bất kỳ khoảng thời gian nào thì cũng có những phương pháp khác nhau để phát triển thiền Samatha. Ví dụ như với đối tượng hỗ trợ chẳng hạn. Kinh văn đã chỉ ra những điều kiện cần thiết để hành thiền Samatha. Điều kiện bên ngoài liên quan đến môi trường, ví dụ như môi trường bên ngoài ấy có thuận lợi cho việc hành thiền không có an toàn không có đủ sẵn tài nguyên không đôi khi việc tìm kiếm một địa điểm đáp ứng tất cả những điều kiện bên ngoài là điều khó khăn cái thực sự quan trọng hơn các điều kiện bên ngoài chính là điều kiện bên trong điều kiện thực sự để tu thiền là hiểu được cuộc đời này thật ra chẳng có thực chất chẳng có lý do gì để bám luyến vào cuộc đời này cả nếu chúng ta tiếp tục bám luyến vào các mối bận tâm thế tục của mình chúng ta sẽ chỉ không ngừng trôi lăn trong luân hồi gốc rễ của việc này là sự bám luyến của mình vào các niệm tưởng và phiền não rồi con sẽ nhận ra rằng nếu mình chứng được bản tâm mình sẽ được tự tại do đó không còn việc gì quan trọng hơn việc quan trọng nhất là chứng được bản tâm của mình việc này quan trọng hơn bất kỳ hoạt động thế tục nào khác. Và như vậy, khi thấu rõ điều này, thì nghĩa là con thực sự đóng lại cánh cửa của các hoạt động thế tục trong tâm của chính mình trên phương diện nội tại. Với nhận thức này, con thực sự có thể thực hành tại nhà, trong căn nhà của chính mình. Nếu con đóng chính cánh cửa ra vào của tâm mình, thì điều này đáp ứng điều kiện hành thiền một cách tự nhiên bởi vì lúc đó tâm sẽ không bị phân tán nếu tâm không bị phân tán thì chẳng ý niệm nào có thể tác động được đến con rồi con sẽ nhận ra được rằng chính các niệm tưởng đó là những gì đang gây ra mọi đau khổ khi không có niệm tưởng thì sẽ không có đau khổ khi chúng ta thực hành thiền samantha chúng ta sẽ nhận ra rằng cuối cùng thì các niệm tưởng thực sự là hư rỗng chúng không thực sự tồn tại và do đó không thể làm gì được chúng ta. Chúng tuyệt nhiên không thể tác động đến ta nếu ta cứ để mặc chúng. Dĩ nhiên là nếu chúng ta bấm chấp vào các niệm tưởng này, nếu chúng ta cho rằng các ý nghĩ của mình là có thật và chúng ta chạy theo chúng, thì chúng ta sẽ tạo nghiệp và tạo ra luân hồi. Khi thực hành thiền Samatha, chúng ta chỉ việc để cho các niệm tưởng của mình tự chúng lắng xuống một cách tự nhiên và tâm cứ an trú cho đến khi đạt được sự ổn định khi đạt được sự an trú ổn định tâm cũng giống như nước nóng làm tan chảy các tảng băng của niệm tưởng trước khi đạt được sự ổn định trong thiền tâm cũng giống như nước ấm không hoàn toàn nóng sôi và do không nóng sôi nên không thể làm tan chảy các tảng băng đang khởi lên. Nếu con hiểu được thiền samatha theo cách này, thì một cách rất tự nhiên, con sẽ thực sự muốn hành thiền, bất kể điều kiện về môi trường bên ngoài có đầy đủ hay không. Cái quan trọng nhất là đáp ứng được điều kiện bên trong, tức điều kiện trong tâm. Về hình thức bên ngoài, chỉ cần giữ đúng tư thế ngồi và cứ thế mà hành thiền là đủ về tư thế hành thiền, Kinh Văn đã chỉ dạy tất cả các đặc điểm liên quan đến tư thế ngồi. Nhưng để hành thiền, còn có nhiều điểm khác quan trọng hơn. Ví dụ như Kinh Văn nói rằng chúng ta phải ngồi trong tư thế kim cương với hai chân bắt chiếu. Có nhiều đặc điểm liên quan đến tư thế ngồi, nhưng điểm tối quan trọng duy nhất là dứt khoát chúng ta phải ngồi thẳng lưng khi thiền. Lưng phải hoàn toàn thẳng đứng còn ngoài ra thì con có thể để chân ở bất kỳ vị trí nào miễn con cảm thấy thoải mái là được con có thể duỗi chân ra hoặc ngồi chéo chân miễn là con không thấy đau bởi đau chân là điều rất quan trọng cần tránh nếu con cảm thấy đau đớn nếu chân con bị đau con sẽ không thể trụ tâm được tuy nhiên điều quan trọng nhất liên quan đến tư thế ngồi là lưng phải thẳng kinh văn dạy rằng ánh mắt phải hướng đến chóp mũi, như đang nhìn xuống vậy. Xương sống và lưng phải thẳng, vì chạy dọc giữa thân là kinh mạch trung tâm. Kinh mạch trung tâm là kinh mạch trí huệ. Nếu lưng con hoàn toàn thẳng, thì kinh mạch trung tâm cũng sẽ hoàn toàn thẳng. Nếu nó ở vị trí thẳng thì nhờ vào lực duỗi thẳng lưng, khí lực sẽ an trụ một cách tự nhiên ở luân xa rốn. Đó là lý do vì sao giữ thẳng lưng là điều quan trọng. Sau đó kinh văn giảng giải các đặc điểm khác của tư thế ngồi như nhìn xuống chớp mũi và nhẹ nhàng cong lưỡi lên phần miệng. Nhưng thầy nhắc lại lưng thẳng là điều quan trọng nhất. Về cách hít thở thì con có thể hít thở một cách thư giãn và tự nhiên. Nhiều học trò kỳ cựu cũng đã biết về điều này, nhưng có một số học trò mới không biết sẽ phải hít thở ra sao. Theo chỉ dẫn của Kinh Văn, chúng ta hít hơi vào qua lỗ mũi và sau đó thở ra nhẹ nhàng bằng miệng, sao cho hơi thoát ra nhẹ nhàng giữa lưỡi và răng. Đầu lưỡi chạm vào phía sau của răng trên và hơi thở đi ra giữa lưỡi và răng. Cổ cũng phải giữ thẳng như lưng vậy. Cổ phải giữ thẳng, không được ngã về phía sau hay phía trước một cách lỏng lẻo. Cổ phải thẳng và hơi cúi xuống để mắt có thể nhìn xuống mũi. Khi hành thiền samatha với một đối tượng hỗ trợ, con có thể dùng đối tượng nào cũng được. Ví dụ, con có thể sử dụng tranh tượng của một vị Phật, một pho tượng chẳng hạn, hay bất kỳ đối tượng hỗ trợ nào khác. Dù với bất kỳ đối tượng hỗ trợ nào, đó cũng chỉ là đối tượng hỗ trợ cho sự chú tâm và con không nên nhập tâm vào đó hoặc phát sinh những suy nghĩ về nó chỉ là do mới tập tu nên tâm cần một vật để trụ vào. Kinh văn dạy rằng, hành giả nên bắt đầu với một mảnh gỗ, một viên sỏi, một viên kim cương, một mẫu đá hay vật gì đó tương tự, vì tâm cần một vật gì đó để trụ vào. Nhưng cũng có thể tâm cần một thứ gì đó tạo nhiều cảm hứng hơn. Ví dụ, một quả cầu pha lê chẳng hạn, vốn là một đối tượng tốt để tâm trụ vào. Như thế hãy đặt đối tượng trụ tâm trước mặt, nhìn chăm chú vào điểm duy nhất đó, và rồi duy trì trạng thái tập trung nhìn vào một điểm duy nhất trong một thời gian dài để cho tâm được an trụ. Nội dung hành thiện lúc này là chỉ đơn giản ghi nhận các ý nghĩ khi chúng khởi lên trong tâm. Con sẽ biết được sự giấy khởi lên của các ý nghĩ, nhưng con tuyệt nhiên không theo đuổi chúng lúc đầu chúng ta phải để mặc chúng không theo đuổi bất kỳ ý nghĩ nào vào lúc này chúng ta cần phải phát triển tuệ tri sự nhận biết tỏ tường vốn luôn nhận biết các ý niệm đang khởi lên nhưng hãy cứ để mặc những ý niệm này không chạy theo chúng chúng ta đặt một vật trước mặt mình và rồi chăm chú nhìn vào vật đó có nhiều cách hữu ích khác nhau dành cho những người tu khác nhau đối với một số người nhắm mắt lại giúp họ tập trung dễ dàng hơn ví dụ như con có thể đặt một vật trước mặt mình và chăm chú nhìn vào vật đó một lúc và rồi cứ nhắm mắt lại và trong phần lớn thời gian hành thiền con sẽ chú tâm vào vật đó nhưng với mắt nhắm con giữ vật đó trong tâm mình đôi khi đó là cách hữu ích để làm các ý niệm tàn biến. Chúng ta cũng được dạy rằng thỉnh thoảng khi không có bất kỳ một ý niệm nào trong tâm, thì con nên chăm chú nhìn với đôi mắt mở to. Chăm chú nhìn, không nhắm mắt, nhưng duy trì trạng thái vô niệm, lại có vẻ như là một tính cách mạnh mẽ hơn của định. Nhưng đôi khi, từ kinh văn, chúng ta được nghe rằng, chính từ sự an trú của định có thể là một khiếm khuyết, một sai lầm và chúng ta phải phá vỡ cái định này. Như vậy, chỉ thuần túy an trú trong định thôi cũng không hẳn là một điều tốt. Chúng ta thường nghe Kinh Văn dạy rằng phải tránh cái lỗi chỉ quan tâm đến định. Nhưng thực ra đây không phải là điều mà chúng ta nên làm. An định là một phẩm tính rất tốt và chúng ta tuyệt nhiên không nên gạt bỏ hay phá vỡ trạng thái an định lúc đầu chúng ta cần phải trưởng dưỡng phẩm tính của sự an định này. Con có thể thực hành theo cách phù hợp với con nhất. Chẳng hạn, đối với thầy, thầy không thể cứ chăm chú nhìn hoài vào một vật duy nhất bên ngoài. Cho nên, khởi đầu, thầy bắt đầu bằng cách nhìn một vật bên ngoài, như tranh Phật chẳng hạn. Và rồi không lâu sau đó, thầy nhắm mắt lại và có được hình ảnh đó khởi hiện trong tâm của mình. Rồi sau đó, hình ảnh đó cứ khởi hiện trong tâm thầy ngay sau khi thầy nhắm mắt. Ví dụ như một vị bổn tôn được bao quanh bởi một khối sáng cầu vồng hoặc hóa hiện dưới hình thức khác. Cách nào có thể làm lắng dịu tâm mình tốt nhất? Đó là cách hành thiện phù hợp với con. Đó là điều quan trọng nhất. Kinh văn mô tả điều này rất chính xác. Kinh văn giảng dạy cách đặt Phật hỗ trợ cho công phu thiền định ví dụ một viên đá chẳng hạn trước mặt rồi chú tâm vào đó nhưng con phải tự mình tìm ra cách phù hợp nhất con có thể bắt đầu bằng cách chú tâm chăm chú nhìn vào vật hỗ trợ và sau đó có thể nhắm mắt và giữ hình ảnh của vật hỗ trợ đó trong tâm để đối tượng của sự chú tâm khởi hiện trong tâm ngay cả khi con không mở mắt ra